Đồng tiền không mua được linh hồn nghệ thuật, nhưng tiền lại là công cụ để những người nghệ sĩ thực hiện ước mơ. Nhắc đến âm nhạc Việt Nam trước năm 1975, ta không khỏi bồi hồi trước những bản tình ca da diết của những kiếp người tài hoa bạc mệnh. Sau ánh hào quang sân khấu là những câu chuyện đầy bi thương về cuộc sống lận đận, đắm chìm trong cảnh nghèo khó bệnh tật của những nhạc sĩ tài ba. Âm nhạc của họ vang danh khắp đất nước, nhưng cuộc đời họ lại là bản nhạc buồn đầy tiếc nuối. Hôm nay, hãy cùng tôi vén màn bí ẩn đằng sau những ca khúc bất hủ của ba nhạc sĩ bị cái nghèo bám víu vật vã trước năm 1975. Mục Thanh Bình. Nhạc sĩ Thanh Bình, cha đẻ của bản hit Tình Lỡ, đã lặng lẽ ra đi vào tháng 5 năm 2014, để lại cho đời tiếng lòng da diết về một kiếp phận bạc. Cuộc đời ông chìm trong muôn vàng gian truân, trải qua ba đời vợ, mưu sinh bằng đủ mọi nghề, từ viết lách đến bán hàng, chăn nuôi. Cuối đời ông lâm vào cảnh trắng tay, cô đơn, mang theo nỗi khắc khoải không thể gặp được con gái duy nhất. Câu chuyện cuộc đời Thanh Bình là minh chứng cho kiếp phận bạc của nhiều nghệ sĩ tài hoa, khiến người nghe không khỏi xót xa và suy ngẫm. Sinh ra tại Bắc Ninh, khi ông mới lên 10 tuổi đã mồ côi mẹ, cha cũng qua đời sau đó vài năm. Nguyễn Ngọc Minh, tên thật của nhạc sĩ Thanh Bình, đã phải bươn chải mưu sinh khắp nơi, từ Thanh Hóa, Nam Định đến Thái Bình, Hưng Yên. Ở tuổi 20, ông bắt đầu theo đuổi nghiệp viết lách với bút danh Thanh Bình. Ông đã trải qua đủ mọi nghề mưu sinh để kiếm sống, từ viết văn, viết báo đến bán phở gánh. Nhắc đến tên ông, có lẽ nhiều người không biết đến, nhưng khi nhắc đến ca khúc Tình Lỡ thì từ Bắc xuống Nam ai ai cũng biết. Những ca từ như Thôi rồi còn đâu chi anh ơi, hay Một phần trăng vỡ đã thôi không theo nhau, đã trở thành giai điệu quen thuộc, lay động trái tim bao thế hệ yêu nhạc. Tình Lỡ không chỉ nổi tiếng ở Sài Gòn mà còn lan tỏa ra khắp cả nước, được các ca sĩ hàng đầu thể hiện trong các đại nhạc hội. Sau khi được đạo diễn Lê Mộng Hoàng đưa vào bộ phim Nàng với diễn xuất của Thẩm Thúy Hằng và Trần Quang, ca khúc càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Năm 1973, nhạc sĩ Thanh Bình cưới vợ và chọn lựa cuộc sống như một người dân lầm lũi chốn đô hội. Tưởng chừng cuộc sống sẽ bình dị, nhưng buồn thay cho số phận bạc bẽo. Hôn nhân ông đổ vỡ, Thanh Bình gà trống nuôi con, bươn chải khắp nơi để kiếm tiền. Lúc này, âm nhạc không đủ nuôi dưỡng cuộc sống, buộc ông phải tạm gác đam mê để mưu sinh bằng nghề dạy tiếng Anh, tiếng Pháp. Rồi khi cô con gái lớn lên, nỗi bất hạnh tiếp tục giáng xuống khi người con duy nhất của ông vướng vòng lao lý. Ông bị con rể đuổi khỏi nhà và bắt đầu cuộc đời lang thang tại bến xe miền Đông. Chiếc quạt máy cũ kỹ và bọc ni lông đựng quần áo là tất cả gia tài tư trang ông sở hữu. Trải qua 82 năm thăng trầm với cuộc đời, ông chỉ có duy nhất một đêm nhạc do ca sĩ Ánh Tuyết tổ chức trước khi ông qua đời không lâu. Cảm thương cho cuộc đời đầy bi đát nhưng tài hoa của nhạc sĩ, Ánh Tuyết đã dàn dựng một đêm nhạc với toàn bộ ca khúc do ông sáng tác. Số tiền thu được từ đêm nhạc cùng với sự đóng góp của nhiều người khác lên đến 230 triệu đồng. Ánh Tuyết đã dùng số tiền này để lập sổ tiết kiệm và tặng cho ông. Với Thanh Bình, tiền bạc tuy quý giá nhưng điều quý giá hơn cả là được nghe lại những sáng tác của mình sau bao nhiêu năm bị lãng quên. Ông xúc động chia sẻ, cả đời tôi chưa từng được xem một đêm nhạc của chính mình như thế này. Bây giờ, nếu có nhắm mắt xuôi tai, tôi cũng mãn nguyện rồi. Mang trong mình nhiều chứng bệnh nguy hiểm như cao huyết áp, lao phổi và cả chứng nghển ngãn tuổi già, nhạc sĩ Thanh Bình đã âm thầm chịu đựng trong suốt quãng đời đầy gian khổ. Chỉ hơn 4 tháng sau đêm nhạc ấy, vào ngày 23 tháng 5 năm 2014, nhạc sĩ Thanh Bình đã lặng lẽ qua đời, để lại nuối tiếc cho bao người. Ông cũng không kịp gặp lại đứa con gái vẫn đang ở trong tù. 2. Trúc Phương. Giống như Thanh Bình, Trúc Phương là nhạc sĩ để lại nhiều bản tình ca chạm đến nỗi lòng sâu kín của nhiều thế hệ người Việt. Trong âm nhạc, ông mang tất cả tài hoa để rồi đổi lại là một cuộc sống cơ cực. Sau biến cố 1975, ông từng làm đủ nghề để sinh sống, lấy vỉa hè làm nhà, bạn bè làm người thân thích, thậm chí ông còn không được trả tiền bản quyền. Nhạc sĩ Nguyễn Thiên Lộc, nghệ danh Trúc Phương, sinh năm 1933 tại xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long. Mang trong mình bút pháp âm nhạc độc đáo, Trúc Phương đã tạo nên những nhạc phẩm không thể lẫn lộn với bất kỳ nhạc sĩ nào khác.
Lời ca của ông hoa mỹ, bay bổng nhưng lại vô cùng gần gũi, dễ đi vào lòng người. Ông Hoàng Bolero có hơn 85 bài hát, trong đó hơn 70 ca khúc được nhiều người biết đến. So với nhiều nhạc sĩ khác, Trúc Phương sáng tác không nhiều song ông vẫn xứng danh này vì các sáng tác của ông đều trở thành bất tử như ca khúc Nửa đêm ngoài phố, Hai lối mộng, Thối đời. Trái ngang, cuộc đời của nam nhạc sĩ lại gói gọn trong một chữ nghèo. Sau biến cố năm 1975, nhạc sĩ Trúc Phương ở lại Sài Gòn. Cái nghèo từ đây luẩn quẩn quanh cuộc đời ông. Năm 1979, ông bị giam giữ lại vì tội vượt biên. Từ đó gia đình ông phải tách ra và ông chia tay với vợ. Khi được ra ngoài, mọi thứ bắt đầu với ông là con số không tròn trĩnh, sống không nhà cửa, không giấy tờ tùy thân. Thay vì những căn nhà khang trang, những bữa ăn thịnh soạn, ông phải sống lang thang rày đây đây mai đó. Nỗi ám ảnh về cái đói vào những ngày đột xuất thường đeo bám ông suốt ngày tháng. Mái ấm gia đình tan vỡ, vợ con ly tán khiến ông thêm chìm trong cô đơn và tuyệt vọng. Thậm chí, vì không có giấy tờ tùy thân, không có thứ gì trong người, ông còn gặp nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt và đi lại. Nỗi lo bị kiểm tra khiến ông phải tìm cách che giấu thân phận, chui vào ngủ với những khách vãng lai để tránh gặp rắc rối. Ban ngày, hình ảnh nhạc sĩ Trúc Phương lê la khắp thành phố gợi lên sự xót xa cho số phận của một người nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh. Đến đêm, ông lại phải ra xa cảng để tìm kiếm một chỗ ngủ tạm bợ. Chiếc chiếu rách nát trở thành người bạn đồng hành cùng ông trong những tháng ngày tăm tối ấy. Giá thuê chiếc chiếu chỉ vỏn vẹn 1 đồng, nhưng với ông lúc đó cũng là một khoản tiền không nhỏ. Cứ như vậy, gần 9 tháng trôi qua, ông sống lay lắt, bấp bênh ở xa cảng. Những hôm có tiền đi xe lam sớm, ông còn có thể tìm được chỗ ngủ tương đối vệ sinh. Tuy nhiên, những hôm đi muộn, ông buộc phải chấp nhận trải chiếu ngủ gần chỗ người ta đi tiểu. Sau hơn 1 năm bấp bênh chìm nổi, nhạc sĩ Trúc Phương quyết định trở về quê hương Trà Vinh để tìm lại bóng mát che chở của mẹ hiền. Tuy nhiên, nhìn cảnh mẹ già yếu, tần tảo sớm hôm, lam lũ kiếm từng đồng xu lẻ để nuôi con trai đã tuổi 50. Ông không đành lòng để mẹ phải chịu khổ sở vì mình nên quyết định lên đường tìm kiếm cơ hội mới. Trong thời gian này, sức khỏe của ông bị xuống đi nhanh chóng bởi căn bệnh suyễn nặng bắt đầu hành hạ. Trớ trêu thay, trong lúc nhạc sĩ tài ba phải chật vật mưu sinh, âm nhạc của ông lại vang danh hải ngoại, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các trung tâm băng đĩa mà không hề có khoản tiền bản quyền nào cho ông. Giữa lúc túng quẫn, chỉ có một số ít ca sĩ như Thanh Thúy, Giao Linh, Sơn Tuyền, Phương Hồng Quế chủ động gửi tiền về giúp đỡ. Những năm tháng cuối đời của Trúc Phương chìm trong bệnh tật và cô đơn, nỗi đau phổi hành hạ khiến ông kiệt sức và qua đời vào ngày 18 tháng 9 năm 1995. Nhạc sĩ tài hoa được an nghỉ tại Nghĩa Trang Lái Thiêu, để lại cho đời di sản âm nhạc vô giá. 3. Hoàng Phương. Trong số các nhạc sĩ với cuộc đời đầy gian truân, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Phương. Ít người biết rằng tác giả của ca khúc nổi tiếng Hoa Sứ Nhà Nàng, Làm Mưa Làm Gió Từ Bắc Xuống Nam một thời lại gặp nhiều lận đận, nghèo khổ. Nhạc sĩ Hoàng Phương, tên thật là Nguyễn Kim Hoàng, chào đời năm 1943 tại xóm Cầu Muốn, xã Tân Thành, cách thị xã Gò Công chừng 17 km, trong một gia đình có điều kiện. Nơi đây cũng chính là quê hương gắn bó với hầu hết cuộc đời đầy biến động của ông và là nơi an nghỉ cuối cùng sau khi ông từ trần vì bạo bệnh vào năm 2002. Theo chia sẻ của người con trai nhạc sĩ Hoàng Phương, thuở nhỏ cha mẹ ông không ủng hộ việc theo đuổi nghệ thuật. Có lẽ vì vậy mà dù đam mê âm nhạc từ khi còn học sinh, mãi đến năm 1969, ở tuổi 26, ông mới có tác phẩm đầu tay mang tên Hoa Sứ Nhà Nàng. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Phương gác bút sáng tác, chuyển hướng sang nghề sửa đồng hồ. Với sự kiên trì và nỗ lực, đến năm 1985, ông đã mở thêm 2 tiệm vàng, gặt hái thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng nhớ nghề quá nên 1 năm sau ông bỗng dưng quay trở lại với âm nhạc, đánh dấu sự kiện tái xuất đình đám trong dòng nhạc trữ tình quê hương với ban nhạc Gò Công và tiếng hát ngọt ngào của bộ đôi ca sĩ Bảo Yến và Nhã Phương. Khi nhạc sĩ Hoàng Phương đến với người vợ thứ hai, Mộng Vân, gia đình cô kịch liệt phản đối. Lý do không chỉ vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người mà còn vì ông đã từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng.
Năm 1989, Hoàng Phương quyết định bán nhà cửa và gia sản để cưới Mộng Vân. Cuộc sống hai vợ chồng ông ban đầu gặp nhiều khó khăn. Họ sống trong căn nhà nhỏ chỉ có chiếc giường ngủ và hai chiếc ghế. Nhạc của ông lúc đó chưa được nhiều người biết đến, thu nhập thấp không đủ trang trải cho gia đình. Khi ông lớn tuổi và sức khỏe yếu đi, ông không thể làm thêm việc gì, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai Mộng Vân. Một mình cô tần tảo sớm hôm, làm đủ mọi nghề từ cào nghêu, làm cỏ, bán trái cây đến chạy xe ôm để lo cho gia đình suốt mười mấy năm trời. Nghèo khổ đeo bám ông đến tận cùng. Hình ảnh nhạc sĩ tài hoa ngày nào giờ đây chỉ còn lại sự thất chí, chán nản. Ông thường xuyên chìm đắm trong men rượu và lang thang trên bãi biển. Hoàng Phương qua đời năm 2002, để lại cho đời tiếng lòng da diết qua những bản nhạc bất hủ và một nỗi buồn gò công dây dứt khôn nguôi. Cảm ơn các khán giả đã theo dõi câu chuyện về ba nhạc sĩ nghèo trước 1975. Hãy like, share và đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn khác. Chúc mọi người có những giây phút thư giãn cùng âm nhạc.